nghĩa là thanh tịnh, không sanh không diệt, cho nên gọi là vô vi, lặng lẽ thanh thản, hằng lìa sanh tử. Như tôi nói thường rằng khi mà chúng ta không có cái niệm buồn vui thương ghét trong lòng thì lúc đó quý vị nghĩ cái tâm mình nó có hạn chế không? Nếu mình có buồn thì buồn ai, buồn cái gì? Nếu khi mình vui thì vui với ai, vui cái gì? Nó có hạn chế trong một người một việc. Còn khi chúng ta không có niệm buồn vui thương ghét gì thì tâm chúng ta nó ở đâu? Tức là lúc đó nó không có dính với một cái bóng nào mà là trùng khắp. Vì vậy cho nên cái vui đó là cái vui thanh thản lặng lẽ, mà cái tâm đó mới là tâm hằng lìa sanh tử, nó xa hết cái khổ não. Như vậy cho nên gọi nó là đắc, là trọng. Cái đó là cái quý đó. Người mà có trí huệ khéo léo phân biệt như vậy thì mới gọi là cái người có xảo huệ. Quý vị tu phải biết những cái điều kiện phương tiện để cho mình tiến. Thế nhiều khi bắt ngồi thiền vô ngồi mà không có biết những cái xảo huệ này thì tu khó tiến, vì còn dính mắc với những việc thế gian, những việc hơn vô phải quấy. Cho nên trước phải có xảo huệ. Thứ năm là nhất tâm phân minh. Nhất tâm tức là tâm mình chỉ một cái mặt nhận rõ phân biệt đúng đắn, thấy rõ thế gian đáng lo đáng ghét, khéo biết công đức định tuệ đáng tôn quý. Bây giờ nên nhất tâm quyết định tu tập chỉ quán tâm cứng như kim cang, thiên ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại. Dù tu như vậy mà không chứng được cái gì cũng không thay đổi, ấy gọi là nhất tâm. Ví như người đi đường, trước phải biết đường thông hay mít, sao mới nhất tâm theo cái hướng, theo đường tiến bước, nên gọi là xảo huệ nhất tâm. Kinh chép: không phải người trí thì không thể tu thiền, không tu thiền thì không thể được trí. Chính là nghĩa này vậy. Ở đây nói nhất tâm tức là quyết định, chứ không có thôi lui, không có đổi nghĩ khác. Cái khi mà chúng ta đã quyết tâm tu thì trước hết chúng ta phải có trí huệ phán đoán phân biệt rành rõ rồi, thấy là hay là đúng thì ngay đó chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Người quyết tâm thực hiện thì dù cho không có được kết quả liền mà lòng chúng ta cũng không có thối chuyển, không có lui sụp, mãi mãi tiến thì sẽ có ngày đạt kết quả không nghi. Vì vậy cho nên người quyết tâm tu thiền tức là phải ứng dụng phương pháp chỉ, phương pháp quán, phương pháp chỉ, pháp quán. Như đoạn trước đã có nói là chỉ là dừng, không có chạy theo, quán là thấy, là quán sát đúng như thật về thân tâm của mình. Rồi tâm như kính như kim cang, tâm mình nó vững chắc như kim cang, không có cái gì phá hoại được hết. Như vậy thì thiên ma ngoại đạo không có thể ngăn trở phá hoại. Mình tu tiến đều mà không thấy được cái gì lạ, cái gì hay, nhưng vẫn không có thối chuyển, cứ như vậy mà cố gắng thì một thời gian mới thấy có cái kết quả được. Vì vậy mà nói rằng dù tu như vậy mà không chứng được cái gì cũng không thay đổi, ấy gọi là nhất tâm, nghĩa là tu mãi, tu hoài. Bởi vì cái người tu cái căn cơ nó có khác, có người tu ít mà được nhiều,
có thể tu nhiều mà được rất ít. Tại sao vậy? Là bởi vì cái người có cái căn lành, có cái duyên sẵn đời trước, bây giờ họ thực hành ít mà họ được nhiều. Còn có người căn lành kém, phước đức ít, cho nên bây giờ thực hành nhiều mà được ít. Cũng như người thế gian vậy đó, có người làm ăn cần cù mà rồi không khá giả, có người làm ăn lơ mơ mà lại khá giả. Thì tại sao? Tại vì đã có phước, ta tính cái gì cũng trúng, làm cái gì cũng được. Còn mình ít phước làm cái trạch hoài đó, cái trạch hoài, cho nên rồi thấy công thì nhiều mà kết quả là ít, là đó là do ít phước của mình, chứ không phải ai tài gì hơn ai, mà tại vì ít phước khiến cho nó khó tiến hay là chậm tiến vậy thôi. Như vậy thì chúng ta giàu cố gắng tu mà huynh đệ chúng ta có tiến được, họ trình bày cái này hay cái nọ hay, mình chưa tiến mình cũng đã nhất tâm mà kiên trì để tu, chứ không có thối chuyển, không có chán nản. Vậy đó gọi là nhất tâm thông minh. Ở đây dùng cái ví dụ như người đi đường xa thì trước phải biết cái đường mình đi là con đường thông hay là con đường biết có những cái tai nạn gì không, rồi sau đó mình mới nhất tâm mà theo con đường đó tiến bước. Thì như vậy gọi là xảo huệ nhất tâm. Xảo huệ tức là cái trí huệ khéo léo, biết được con đường rồi nhất tâm tiến tới. Vì vậy mà đang dẫn trong kinh một cái câu này, quý vị nghe cũng hơi lạ: không phải người trí thì không thể tu thiền, không tu thiền thì không thể được trí. Tại sao vậy? Bởi vì người trí phân biệt được cái gì là quý, cái gì là hèn, phân biệt rành rỡ các pháp thế gian là hèn mà thiền định là trí, rồi phân biệt rõ cái nào là được, cái nào là mất, cái nào là khinh, cái nào là trọng, mình phân biệt rành rẽ, đó là xảo huệ, là có trí huệ. Nhờ có trí huệ thì mình ứng dụng tu thiền dễ có kết quả. Vì vậy cho nên không phải người trí thì không thể tu thiền. Ở chỗ đó là người tu thiền bắt buộc phải mở sáng và mắt trí huệ, nhìn cho đúng như thật, đời nó thế nào, đạo thế nào, thế gian thế nào, thiền định như thế nào, phân biệt rành rẽ, nó thì gọi là người trí. Vì vậy mà người trí thì tu thiền có kết quả, còn không tu thiền thì không thể được trí. Bởi vì tu thiền là làm cho tâm mình nó lắng lặng, tâm lắng lặng thì trí nó sáng, nó hiện ra. Tôi nói ví dụ cụ thể là khi quý Phật tử một lúc nào đó công chuyện dồn dập, đầu óc rối nùi, rồi lúc đó những cái món đồ như là chìa khóa nhân dân để hồi cái quên mất, không biết để đâu, rồi chạy lục lạo tìm kiếm. Thì như vậy đó là lúc cái đầu óc mình sao, nó đang rối nùi, phải không? Nó rối nùi thì nó mù tối, rồi quý vị muốn tìm nó mà đương rối thì không được, phải yên lặng tỉnh táo một thời gian, ngồi lại tự nó lặng bớt, cái rối nó lặng rồi cái tự nhớ, à để chỗ này chỗ nọ cái lại lấy, phải không? Thì như vậy nhờ yên lặng cho nên trí nó sáng, còn nếu đầu óc rối nùi thì trí nó tối. Mà chúng ta giờ đầu có rối không? Rối thì nó tối, nó chưa có sáng. Vì vậy mà dùng một giờ, nửa giờ tọa thiền để lặng bớt cái đầu óc rối đó, nó xuống, nó trở thành yên tĩnh. Yên tĩnh thì trí mình mới sáng. Sáng đó là cái sáng từ tâm trong sạch mà hiện ra, chứ không phải ở đâu đến. Vì vậy mà nói rằng
không tu thiền thì không thể được trí. À, cái trí đó là cái trí do tâm mình yên định mà nó được. Chính là nghĩa này vậy. Như vậy thì mấy cái phần phương tiện này quý vị cần phải nhớ cho kỹ. Một là dục. À, dục là phát nguyện, là mong muốn, là ý chí. Hai là tinh tấn, kiên trì giới luật, xả bỏ những ngũ cái, rồi chuyên tu. Mỗi người đều chuyên tu, không có bên trẻ như kéo lửa. Rồi ba là niệm. À, tưởng nhớ pháp thế gian là dối, là hèn. Tưởng nhớ thiền định là pháp quý trọng. Rồi xảo huệ, tức là so sánh sự được mất của thế gian và sự được mất trong tu thiền. À, như vậy để mình thấy có trí tuệ rồi thì mới quyết tâm. Nhất tâm đây có nghĩa là quyết tâm tiến tới. Như vậy đó là năm cái điều kiện phương tiện trên con đường tu. Như vậy thì quý vị tự kiểm lại mình coi phát tâm tu mấy năm nay có đủ năm điều đó chưa? Chưa đủ, có lẽ là chưa biết nữa, phải không? Cho nên hôm nay học là để chúng ta biết cái tu nó phải có những cái điều kiện gì để chúng ta không có bị thiếu thốn rồi tu không tiến. Sở dĩ tu nhiều năm mà không tiến là vì chúng ta không biết cái phương tiện. Cho nên người học đạo phải khéo biết rõ cái phương tiện thì sự học đạo mới dễ thành công. À, như vậy là qua một phần thứ 5, bây giờ tới phần thứ 6. Phần thứ 6 là phần chánh tu. À, đây là cái trọng tâm về sự tu hành đó. Chánh tu, tu chỉ, tu quán có hai thứ: tu trong khi ngồi thiền và tu trong khi tiếp duyên đối cảnh. À, như vậy chúng ta tu thiền có hai trường hợp: trường hợp trong khi ngồi thiền và trường hợp khi mình tiếp duyên đối cảnh. Cho nhiều khi có người tu chỉ biết giờ ngồi thiền thì ngồi tu, khi tiếp duyên đối cảnh không biết tu sao. Cho nên đây dạy cho mình rõ tu trong trường hợp mình ngồi thiền, tu trong trường hợp mình tiếp duyên xuất cảnh. Đó, bây giờ đi thứ tự. Phần A, tu trong khi ngồi thiền. Cả bốn quay nghi đều tu được, nhưng người học đạo trong lúc ngồi tu thù thắng hơn, nên trước cuộc trong phạm vi ngồi sẽ giải rõ chỉ quán lược nói có năm ý. À, đây nói tu trong khi ngồi thiền lược nói có năm ý. À, ở đây dùng cái từ là ngồi tu thù thắng hơn, bởi vì chúng ta có bốn quan nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. À, đi, đứng, nằm, ngồi. Như vậy thì chúng ta tu trong lúc đi, tu trong lúc đứng, tu trong lúc nằm, tu trong lúc ngồi. Nhưng mà bốn cái quan nghi này, ngồi là thù thắng hơn hết. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta đi mà tu thì đi thì phải thấy cái này, thấy cái kia, thấy người, thấy vật, đủ thứ. Thì cái tâm nó bị sao lãng, không có chí quyết, cho nên nó hơi điếu. Rồi khi đứng, đứng một chỗ, nhìn, nhìn thấy cái này, thấy cái nọ, đứng lâu cái mỏi chân, thành ra cũng chán nản, cho nên cũng không có tốt. Rồi nằm, nằm mà tu thì sao? À, nằm ngồi cũng khó. Như vậy thì cũng không hay. Chỉ có ngồi, ngồi thẳng thớm, đứng đắn, mắt nhìn xuống vừa phải, rồi mình hít thở đàng hoàng,
thông suốt, thì khi đó mình không có bị cảnh bên ngoài nó chi phối, không bị cái mỏi, không bị cái ngủ, mà mình tỉnh để mà tu. Cho nên cái tu trong lúc ngồi là thù thắng hơn hết. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy không phải chỉ chúng ta ngồi với tu, nhưng vì ngồi là thù thắng hơn, cho nên chúng ta phải ngồi. Bởi vì quý vị khi đi không thấy người này cũng thấy người nọ, thì lúc đó tâm làm sao nó chuyên được. Còn khi ngồi nó xuống có thấy ai đâu, cho nên nó chuyên. Còn khi đứng thì đứng ngồi mỏi, rồi cũng đứng thì cũng thấy kẻ bên nay từ bên kia, cho nên tâm nó không có được nhiếp. Thì chỉ khi mình ngồi thì mình nhiếp tâm dễ. Vì vậy mà nó ngồi là thù thắng. Bây giờ đây, một tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu, nghĩa là hành giả khi mới ngồi thiền vì tâm thô loạn nên phải tu chỉ quán để phá trừ nó. Chỉ nếu không phá được liền nên tu quán. Cho nên nói tu chỉ quán đối trị tâm thô loạn ban đầu. Nay nói tu chỉ quán có hai ý. Đây là chia sẻ cho chúng ta biết rõ trong lúc ngồi tu thế nào đúng, thế nào là sai. Mấy cái phần này thì quý vị ráng chú tâm nghe cho thật kỹ để được ứng dụng mới có kết quả. Bây giờ A nhỏ, tu chỉ có ba thứ. Một là hệ duyên thủ cảnh chỉ, là buộc tâm tại chóp mũi và giữa rúng, khiến tâm không tán loạn, kinh chép buộc tâm không buông lung, cũng như xích con vượt. Còn nếu nói rộng thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có dạy chế tâm nhất xứ vô sự thúc biện, tức là giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Như vậy thì cái chế tâm chỉ hay là hệ duyên thủ cảnh chỉ, hệ duyên thủ cảnh chỉ là buộc tâm tại chóp mũi. Đây là tôi nói khi quý vị ngồi thiền con mắt mở hờ thôi, đừng nhắm, nhìn xuống ngay cái hướng chóp mũi, thấy cái chóp mũi trắng của mình, thấy chóp mũi trắng không có chú ý cái gì, chỉ thấy cái chóp mũi trắng, chút trắng ở chỗ này, nhìn xuống như vậy, không có để tâm nghĩ tưởng cái gì khác, thì gọi đó là chỉ được là cột một chỗ để dừng tâm. Hoặc là tâm ở giữa rúng thì làm sao thấy. Cho nên khi mà hệ tâm ở rúng thì lúc đó nhắm mắt tưởng tâm mình nó ở giữa cuốn rúng, trụ giữa cuốn rúng thì lúc đó là nhắm mắt. Còn thấy cái chóp mũi lúc đó là mắt mở hờ thôi, không mở lớn mà cũng không nhắm, để thấy cái chóp mũi trắng của mình, thì đó gọi là tu chỉ. Là chỉ là như vậy, dừng mượn cái cảnh để dừng tâm, chứ gì lạ hết. Thì như vậy nhờ mình nhớ cái chỗ đó, tức là chỗ chóp mũi và cái chỗ rúng, mà tôi thì tôi thấy chóp mũi nó cũng tốt, nhưng mà riêng tôi kinh nghiệm thì thấy chỗ chóp mũi nó thấy lâu đầu thì nó hơi nặng quá, mà thấy rúng thì nó nhẹ hơn, thấy rúng thì dưới hơi thở mà nó sâu, và mà thấy đây thì lâu cái đầu nó hơi nặng. Cho nên đó là kinh nghiệm riêng của tôi. Bởi vậy cho nên Phật nói rằng mình tu là phải buộc tâm không cho nó buông lung, cũng như mình xích con vượt là vậy đó. Tâm mình là tâm viên ý mã đó, nó cứ chạy nó nhảy, bây giờ phải có mình chọn cột nó lại đó, lấy cái chóp mũi hoặc lấy cái rúng làm chọn cột nó, gọi là xích cái con vượt của mình lại, thì lâu ngày chừng nào nó ngủ thì được. Nói con vượt, tôi nhớ trong nhà thiền có câu chuyện
Ngày xưa, ngày tôi nghe tiếng nhạc tới chỗ thiền sư Trung Ấp, tới thiền sư Trung Ấp nói rằng hỏi ông chứ thế nào là Phật tánh. Thì ngài thiền sư Trung Ấp, ngài từ trên tòa bước xuống, ngài nói rằng, nắm đứng thì nói như có một con khỉ để trong cái lòng, cái lòng sáu mặt, ở ngoài có con khỉ ngoài kia chéo chéo, con khỉ trong nó cũng chạy lại kia chéo chéo, rồi chạy qua bên kia, khỉ ngoài kia chéo chéo, khỉ trong cũng chạy lại kia chéo chéo, nó kêu phía nào cũng chạy kêu, ở ngoài kêu trong kêu. Rồi ngài nói như vậy, thôi cái ngài Hương Nghiêm ngài nói nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Thì nó, thì ngài lại nắm đứa người nói như vậy đã thấy nhau rồi, quý vị thấy sao? Con khỉ ở trong lòng, nhốt trong lòng có sáu cửa, ở ngoài có con khỉ kêu thì trong này nó hưởng ứng, nó kêu theo. Đó là để ví dụ cái gì? À, cái tâm ý mình duyên theo sáu căn, mà miễn có con mắt mà có hình sắc thì nó sao? À, nó chạy duyên theo hình sắc, có âm thanh nó duyên theo âm thanh. À, còn nếu khi nó ngủ, nó lặng, nó yên thì hình sắc âm thanh mài có quyến rũ được nó không? À, thì như vậy đó là được trở về, được an ổn. Người tu cốt còn không khí gì lẽ đó rồi. Thì quý vị thấy tâm mình nó có nhanh bằng con khỉ không? Có phải hơn, phải không? Nó nhảy, nó chìm. Nó có khi, tôi nói thí dụ, có khi đang ngồi ở tại đây mà nó bỗng nhiên nó nghĩ tới Vũng Tàu, phải không? Nó chạy đi bay. Đang ngồi đây bỗng nhiên nó nghĩ tới Cần Thơ. Con khỉ đâu có nhảy xa như vậy, phải không? Tâm mình nó nhảy chạy, chạy bốn phía, chạy không dừng, trên trời dưới đất thì nó cũng chạy tới hết. Bởi vậy cho nên nó còn nhanh hơn là con ngựa, con khỉ. Mà bởi nó nhanh quá cho nên nó lưu buồn, nó lộn xộn, đầu óc mình nó không yên. Nhiều người cứ than nói rằng khó ngủ, nằm xuống ngủ không được, cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, không đáng nhớ cũng nhớ, không đáng nghĩ cũng nghĩ, rồi nằm mà cứ nhớ nghĩ hoài, ngủ không được thì sao? Bực bội, khó chịu, bây giờ muốn ngủ mà ngủ không được, rồi buộc lòng uống ngủ nó mới ngủ, phải không? Mà uống thuốc ngủ lâu là thành bệnh không? Rồi nó thành bệnh. Còn nếu mình biết tu rồi, khi cần nghỉ thì cho nghỉ, khi không cần nó buồn, không cần nghỉ nữa, làm chủ được vậy thì dễ ngủ không? Nó khỏe, khỏi thuốc men gì hết mà mình được khỏe. Cho nên cái người khéo tu đem lại sự an ổn rất là tốt, còn không khéo tu thì là không có tốt. Đó là cái chỗ mà tôi nói chúng ta quen cái chạy lăng xăng. Kế đó nữa là cái phần thứ hai, chế tâm chỉ. Chế tâm chỉ, chế tức là kềm chế, kềm chế hay là hạn chế, là tùy tâm vừa khởi liền kềm hãm lại, không cho nó dông rủi tán loạn. Kinh chép năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt trừ. À, như vậy cái thứ hai là chế tâm chỉ, chế tức là
kèm nó lại, đừng cho nó chạy. Chỉ chế này gọi là kèm hãm lại, không cho nó chạy, không cho nó dòng rủi tán loạn. Thì nói rằng kinh chép năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó, năm căn đó. Năm căn đó nó có cái công dụng thương, ghét, buồn, vui đều do tâm hết, phải không? Vì vậy mà năm căn này tâm là chủ. Mà nếu chúng ta hạn chế cái tâm, đừng chạy theo, thì đó là chúng ta dừng nó, cho nên gọi là chế tâm. Hạn chế, kềm hãm lại, không cho nó chạy theo những cái trần cảnh do năm căn tiếp xúc, thì như vậy thì chúng ta làm chủ được nó. Năm căn tâm là chủ, thế nên các ông phải khéo dứt tâm. Không phải dứt con mắt. Có nhiều người nghe nói tu thiền mắt thấy sắc như mù, tai nghe tiếng như điếc. Cái họ nói như vậy thì thấy sắc là mình phải nhắm lại, phải không? Nghe tiếng là phải bịt lại, thì đó mới thấy sắc như mù, nghe tiếng như điếc. Nhưng mà thiền không phải vậy. Thấy sắc mà tâm không chạy theo sắc thì cái sắc đó mình không có dính. Nghe tiếng mà tâm mình không chạy theo tiếng thì cái tiếng không dính. Như tôi thường ví dụ, như sáng quý vị đi ra chợ Bến Thành, đi từ 7-8 giờ tới 9-10 giờ mới về, mà thấy tất cả người và đồ đạc mà không có cái gì đáng chú tâm hết, thì về nhà nếu chị em trong nhà hỏi bữa nay chị đi chợ có thấy cái gì không, thì trả lời sao? Không thấy gì hết. Mà không thấy thì không thấy tất cả mà không chú ý, không chú ý thì không dính mắt. Còn nếu đi mà thấy có cái gì thích đó, thì nhà đã thấy gì không thì sao? Nó thấy cái gì? Thấy cái mình thích tả ra cho mọi người nghe. Như vậy thì thấy mà không chú tâm như không thấy, gọi là thấy mà chưa ngủ. Nghe mà không có cái gì quan trọng mình không để ý, thì nghe mà như điếc. Như vậy thì chúng ta mắt vẫn sáng, tai vẫn sáng, mà không có bị kẹt ở thanh hương vị xúc ở bên ngoài. Đó là thiền, đó là định. Chứ không phải tu mà phải cấm mắt không được thấy, tai không được nghe, vân vân mới gọi là thiền, thì đó không phải. Như vậy thì chúng ta khéo tu nên không có bị những cái cảnh trần nó lôi kéo, nó chi phối. Hai phần trên thuộc về sự tướng, không cần phân biệt rộng. Tức là hai phần, tức là hệ duyên thuộc cảnh chỉ và chế tâm chỉ, nó thuộc về sự tướng, đây không cần biệt rộng. Cái thứ ba là thể chân chỉ, cái này mới là cái quan trọng. Là tùy tâm khởi niệm, tất cả pháp đều biết do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh thì không, tâm không chấp. Nếu tâm không chấp thì vọng niệm dứt, cho nên gọi là chỉ. Như bài kệ trong kinh, trong hết thải các pháp nhân duyên sanh không chủ, dứt tâm suốt nguồn gốc, gọi là vị sa môn. Ở đây mới dạy chúng ta chế thể chân chỉ. Thể là thể nhập, chân là chân thật. Thể nhập cái lý chân thật mà dừng cái tâm không có chạy, đó là thể chân chỉ. Cái này là cái quan trọng mà bây giờ Phật tử chúng ta tu nên ứng dụng. Cái này nó khỏe, nó nhẹ hơn là cái cột tâm ở trước hoặc là ở chóp mũi, hoặc là đè tâm, kèm hãm tâm. Bởi vì khi tâm chúng ta khởi lên, khởi niệm tất cả pháp, khởi niệm tất cả pháp tức là khởi nghĩ, khởi nhớ tất cả pháp,
Thì khi khởi nhớ đó, chúng ta đều biết rằng cái đó là do nhân duyên sanh, nó không có tự tánh, thì tâm không chấp. À, bây giờ tôi nói rộng cho quý vị thấy cái lý này.